Sau vụ tai nạn nghiêm trọng mới đây tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh do tài xế đã sử dụng bia rượu làm một nữ sinh tử vong và hai người bị thương, sáng nay Công an thành phố Thủ Đức đã tổ chức lễ ra quân tổng kiểm tra, kiểm soát người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn và các chất kích thích khác. Trong đợt cao điểm kéo dài đến hết tháng 12 này, lực lượng chức năng sẽ tổ chức thành nhiều tổ công tác, linh hoạt sử dụng hình thức tuần tra, kiểm soát tại các điểm cố định, kết hợp tuần tra, kiểm soát cơ động, tập trung tại những tuyến đường, địa bàn giao thông có tình hình trật tự an toàn giao thông phức tạp như khu vực bến xe, bến cảng, kho bãi, quán bar, vũ trường, nhà hàng, quán ăn, các cơ sở kinh doanh ăn uống có phục vụ rượu, bia, các tụ điểm tiềm ẩn về ma túy. Cũng trong tháng 10 vừa qua, trên địa bàn thành phố Thủ Đức đã xảy ra 27 vụ tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn và cảnh sát giao thông Công an thành phố Thủ Đức đã xử phạt hơn 6.500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, chất kích thích với số tiền hơn 18 tỷ đồng. Xử lý vi phạm nồng độ cồn không có vùng cấm, không có ngoại lệ là tiêu chí hàng đầu của nhiều địa phương trên cả nước nhằm ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông. Tại Bình Dương, tính đến hết tháng 10, lực lượng chức năng đã xử lý hàng chục ngàn lượt vi phạm. Đây là thời điểm bắt đầu dịp cao điểm cuối năm. Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bình Dương bắt đầu triển khai nhiều phương án kiểm soát chặt hành vi về vi phạm nồng độ cồn. Trạm thu phí này nằm ngay cửa ngõ qua lại giữa hai địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương. Tất cả những người điều khiển phương tiện, dù ô tô hay xe máy, khi đi qua đây, lực lượng cảnh sát giao thông đều kiểm tra nồng độ cồn. Dạ. Kết quả nồng độ cồn mình ha. Nè, nhìn màn hình là 0.541 ha. Anh ha. Rồi, anh thiếu nha. Là thì mình không biết đâu, tại vì bữa nay là như chúng tôi với chị dâu. Nếu mà mình không đi thì thấy cũng có lỗi chị. Thì không, giờ mua bánh là mình đi thì mình uống cho lát mình về. Em dùng thì bốn người đó, bốn người uống chưa hết rượu nữa làm gì vậy? Về buổi trưa, về nha, lát rồi vô công trường làm. Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Dương thành lập tổng cộng 17 tổ kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn và ma túy. Thành viên của các tổ công tác này gồm lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động và công an phường. Phải thực hiện nghiêm cái việc xử lý vi phạm, đặc biệt là đối với nồng độ cồn. Trong đó là phải thực quán triệt cái nguyên tắc đó là không có vùng cấm và không có ngoại lệ. Tính đến hết tháng 10 năm 2023, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Bình Dương đã phát hiện xử lý gần 27.500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và 49 trường hợp ma túy với tổng số tiền xử phạt trên 163 tỷ đồng. Chúng tôi sẽ huy động lực lượng làm sao mà bố trí lực lượng khép kín trên tất cả các tuyến và đồng loạt xuyên suốt từ tỉnh đến huyện thị để mà không có những cái trường hợp mà quay đầu, bỏ trốn, trốn tránh lực lượng kiểm soát. Và bên cạnh đó thì chúng tôi sẽ tập trung cái những cái khung giờ thường vi phạm nồng độ cồn như là khung giờ từ trưa đến chiều và từ chiều tối cho đến khuya. Để đảm bảo tính nghiêm minh trong xử lý vi phạm, Công an tỉnh Bình Dương quán triệt đối với cán bộ chiến sĩ là tuyệt đối không vi phạm nồng độ cồn, nghiêm cấm can thiệp, tác động vào quá trình xử lý vi phạm nồng độ cồn. Trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm sẽ gửi thông báo về cơ quan, đơn vị để xử lý nghiêm theo quy định. Tiếp tục chương trình thời sự tối nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung của tiểu mục chuyện trong ngày. Thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an, trong thời gian qua, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã liên tục kiểm tra xử lý quyết liệt vi phạm về trật tự an toàn giao thông, nhất là vi phạm về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông. Với phương châm xử lý không có vùng cấm, không ngoại lệ, lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện và xử lý hàng trăm ngàn vụ vi phạm nồng độ cồn, tăng gần 150% so với cùng kỳ năm 2022. Chốt kiểm tra nồng độ cồn này nằm tại giao lộ Cộng Hòa và Út Tịch, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Tại thời điểm 22 giờ chỉ chưa đầy 30 phút triển khai, lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện và xử lý hàng chục vụ vi phạm nồng độ cồn, nhiều trường hợp gọi điện nhờ hỗ trợ. Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát giao thông vẫn quyết liệt xử lý. Anh quên hẳn đi, biết còn ở đâu rồi, đã ghi lại hình ảnh hết rồi, từ đầu tới cuối rồi. Anh quên hẳn là ký vào biết còn đi. Nếu không ký vô là tôi lấy dân chứng là vẫn lập biên bản bình thường, tao này khó khăn cho ảnh hơn. Rồi nói chuyện ảnh nha. Được. Theo ghi nhận, các trường hợp vi phạm trong những ngày qua, đa phần là người điều khiển phương tiện xe máy. Nhiều trường hợp đã sử dụng chất có nồng độ cồn nhưng vẫn nghĩ là không vi phạm.
Dạ em làm văn phòng ra hôm nay công ty Liên Hoa nó uống một hai lon thôi à. Bạn này uống nhiều hơn á cho nên bạn chủ xe cho nên bạn không chạy á, em uống ít hơn thì em chủ động là em chạy. Để uống một hai lon thôi. Mình chỉ uống một ly một cốc vậy thôi à. Đó. Cái nó là cái một cái dạng nước ép trái cây rồi mình pha cái mật ong với giống như rum vậy đó. Thì cái mức này mình nghĩ nó cũng chưa tới cái mức mà không có điều khiển được giao thông, mình vẫn chạy xe bình thường mà không có thấy là nó bị cái gì trong người hết trơn á. Để lập lại trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là tình trạng vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức kiểm tra nồng độ cồn bằng nhiều hình thức như lập chốt, tuần tra kiểm soát lưu động. Lãnh đạo công an cũng quán triệt lực lượng cảnh sát giao thông, công an thành phố Hồ Chí Minh, công an thành phố Thủ Đức và công an 21 quận huyện phải xử lý nghiêm tất cả các trường hợp vi phạm. Đối với các trường hợp người vi phạm là cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên thì lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiến hành ghi nhận các loại giấy tờ có liên quan, xác minh và gửi thông báo vi phạm đến cơ quan công tác để tổ chức kiểm điểm và xử lý theo quy định. Phòng cảnh sát giao thông đường sắt cũng đã tham mưu cho công an thành phố có cái văn bản trao đổi với các sở ban ngành tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan đơn vị chấp hành nghiêm cái pháp luật về an toàn giao thông, luật phòng chống tác hại rượu bia, đặc biệt là không can thiệp vào công tác xử lý của lực lượng chức năng. Và đối với công an quận huyện và thành phố Thủ Đức thì phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt đã tham mưu cho công an thành phố chỉ đạo tăng cường các cái lực lượng của công an cấp xã, phường, thị trấn cùng với lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, cảnh sát hình sự, cảnh sát ma túy vân vân để tham gia vào công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm về nồng độ cồn. Bằng sự ra quân quyết liệt của lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh, tính từ đầu năm 2023 đến nay, đơn vị này đã xử lý trên 104.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tăng trên 61.000 trường hợp, tăng 141,7% so với cùng kỳ. Qua số liệu này cho thấy việc sử dụng rượu bia tại thành phố Hồ Chí Minh là rất cao và với việc xử lý quyết liệt của lực lượng chức năng với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ nên số liệu vi phạm mới tăng đáng kể như trên. Vâng, sự ra quân quyết liệt của lực lượng chức năng khiến cho những người sử dụng rượu bia phải thay đổi thói quen khi mà tham gia giao thông. Đa số thực khách cho biết họ đã thay đổi hẳn về nhận thức, chủ yếu đi nhậu gần nhà, nhậu xong thì bắt xe về chứ không tự lái xe như trước đây nữa. Vì thế cho nên, cho dù các quán nhậu ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn tấp nập, nhưng nhiều thực khách trong quán nhậu đã có những suy nghĩ khác hơn so với trước đây. Trong bữa tiệc của anh Mãnh và những người bạn, tổ chức mừng ngày phụ nữ Việt Nam tại nhà hàng nằm trên đường Vành Đai Trong, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh những món ăn ngon thì việc nhắc nhau nhậu nhưng phải đảm bảo việc di chuyển luôn là đề tài nóng được nhiều người nhắc đến lúc ẩm thực. Đã xác định đi nhậu thì không bao giờ lái xe. Nhưng hôm nay thì có bà xã chạy xe máy. Bà xã không uống trở về. Nói chung là mình bảo vệ bản thân mình, bảo vệ những người xung quanh luôn, mình làm cho mọi chuyện nó ok thôi. Còn với những thực khách này cho biết, ngày trước có thể hơi bạt mạng chút, chứ bây giờ chín chắn hơn và lường trước được rủi ro, chưa kể phải đối diện với mức phạt rất nặng. Nhậu trên xe say rồi thì kêu nhân viên đến đón về, hoặc là đặt cái dịch vụ tài xế lái hộ. Ra con em mắc lại phạt 7 triệu nặng lắm, không được giữ bằng 2-3 tháng nữa, trốn luôn ạ. Nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông cũng như hậu quả đáng tiếc do việc lạm dụng rượu bia gây ra, ngoài việc phát triển kinh doanh, đa số hàng quán đang định hình phong cách trách nhiệm với những thực khách lỡ đà, quá chén. Nếu họ còn đủ tỉnh táo thì có thể mình book Grab, book công nghệ để họ về, vì họ còn đủ tỉnh táo, họ nhận thức cái địa điểm họ đi. Còn những cái trường hợp mà sai xỉn, nếu mình làm biết và mình nảy được thì mình chủ động, vì đơn vị cũng sẽ có những cái sự hỗ trợ đưa khách hàng về tận nhà, ngay cả những cái xe ô tô họ tới đây. Có cái đội ngũ để lái xe họ về và anh em lại đi công nghệ lại về lại nhà hàng. Bây giờ em mới lên chưa được một tháng, em chỉ muốn tìm hiểu mọi người dân ở đây sống sao, nhậu ra làm sao. Em nhậu thì em nhậu vừa tới cỏ là em nghỉ, nhưng mà người khác thì khách khác thì em chưa có biết sao nữa. Bây giờ em đang tìm hiểu mà. Về hành vi, người tiêu dùng thường không có dự định sẽ lái xe sau khi đã uống rượu bia. Tuy nhiên khi đã lâm trận cùng bạn bè, gia đình, các thói quen đã hình thành do bối cảnh văn hóa và xã hội sẽ lấn át và khiến họ tự cho phép bản thân lái xe dù đã uống rượu bia. Chính vì vậy, ngoài việc hàng quán mang đến giải pháp thiết thực cho thực khách tham gia giao thông sau khi đã uống rượu bia,
thì việc cảnh sát giao thông xử lý nghiêm và thường xuyên kiểm tra nồng độ cồn rất cần thiết để duy trì sự nghiêm minh của pháp luật cũng như bảo vệ tính mạng của người dân.